Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular Form. Ở bài số 5 này, chúng ta sẽ học về Submit dữ liệu, Submit Data cùng Edit Data và Respond Data trở về. Để tiếp tục học này, thì chúng ta sẽ thêm mà form như sau. Rồi vừa submit bằng, chúng ta sẽ gọi hàm on submit ở dưới số code ts của chúng ta, cho phép submit chụp sẽ đến thì gọi thêm là hàm clear form ở đây. Thế là khi chúng ta nhấn button thêm mới thì chúng ta sẽ reset form, reset form để tạo thêm mới một nhân viên. Đấy, thì ta sẽ tạo ra một button submit. Tức là ta sẽ có rút tiền của chúng ta màu xanh ở đây lam, cái thứ là ta sẽ visible phần này đi, thì dữ liệu của chúng ta chưa valid, form của chúng ta, tất cả dữ liệu của chúng ta chưa valid. Submit được rồi đấy, nhưng mà server chưa phản ứng lại gì. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế thêm response của server. Server sẽ phản ứng lại như thế nào khi chúng ta submit. Chúng ta sẽ thêm một số đoạn code như sau. Ta sẽ giấu nó đi. Nào submit thì hiện ra. Ok.
submitted. Tức là khi chưa submit thì sẽ giấu đi, khi mà submit thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta. Đã thêm thành công, đã lưu thành công. Tức là button lưu này dùng cả trong cả hai trường hợp, là bạn thêm mới và bạn chỉnh sửa một nhân viên nào đấy. Còn button thêm mới này của chúng ta là clear form đi để bắt đầu nhập một nhân viên mới. Cái này đang nghĩa là clear form thôi. Còn button submit của chúng ta thì nghĩa là đẩy dữ liệu lên server. Row này sẽ chia các trẻ bên trong của chúng ta thành 12 phần bằng nhau, và cô ES3 sẽ chiếm 3 phần, cô ES9 sẽ chiếm 9 phần ở trên cùng một cái dòng đấy. Sẽ tiếp tục copy và paste điền họ và phòng mạng. Vì đây chỉ là hiển thị dữ liệu nên chúng ta sẽ không cần gọi là pull down cùng với box. Chuyển form của chúng ta về không có sẵn là bị mít tịch luôn, và chúng ta hãy cùng lên để kiểm tra. Đấy, thế mới riêng là Bùi Bảo, Bảo Bùi. Lưu thành công.
cửa. Hôm nay đi ăn lưu thành công. Đây còn một số lỗi về giao diện, tôi sẽ chỉnh sửa lại sau. Hoàn thành khóa học Angular Form. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những khóa học tiếp theo.